Bên cạnh tầm quan trọng của tamper nén và tamper OCD trong pha chế cà phê máy espresso thì không thể thiếu một dụng cụ, đó là dụng cụ đánh tơi bồi cà phê nha mọi người. À? Thì đây là một cái dụng cụ mà mọi người nên sắm một cái để giúp cho một cái ly espresso ngon hơn và chuẩn hơn nha. Thì khi sử dụng cái dụng cụ đánh bồi cà phê này thì sẽ giúp cho cái bồi cà phê ở trong cái độ lọc được đều hơn, tránh cái tình trạng mà vón cục ở bên trong nha. Thì khi mà mình chiết xuất một ly espresso mà bị bón vón cục thì sẽ có ảnh hưởng đến rất nhiều đến cái chất lượng mùi vị của một ly espresso nha. Thì với cái thiết kế của cái dụng cụ này là một cái núm cầm bằng thép không rỉ cao cấp nha, cảm giác cầm nắm rất là chắc chắn và vừa tay. Với cái những cái thanh thép ở phía trên sẽ len lỏi vào và đánh tơi đến mọi nơi trong bên trong một cái giỏ lọc cà phê ha. Thì khi mà mình đánh tơi cái bột cà phê sẽ giúp cho cái phần tam binh tốt hơn nha. Và cái nước qua áp suất sẽ chiết xuất đều hơn, tránh cái tình trạng mà phân bổ không đều và bị vón cục.